So sánh Insta 360 One X2 và X3. Nhìn chung hai lens và tính năng không có quá nhiều điểm khác biệt. Để nhìn thấy rõ nhất là màn hình cảm ứng của M3 to hơn hẳn M2. M3 còn được trang bị cảm biến gấp đôi M2 nên đương nhiên là dễ thao tác và mượt hơn nhiều. Vẫn đầy đủ các thao tác cơ bản như quay phim, chụp hình wide time lapse. Còn về độ phân giải thì mình chỉ có quay chế độ 360, 5.7K, 30 frame nên thấy hai lens cũng tương đồng. Còn nếu mà quay 4K thì M3 có nhỉnh hơn chút xíu nha, dung lượng pin tăng từ 1630 lên 1800mAh. Cả hai thì đều chống nước ở độ sâu 10m, mà nếu mà trời mưa thì mình ở nhà đắp chăn ngủ á nên cũng không rõ gì. Lắp tripod thì y hệt nhau thôi. À, mình mua cam ở Tokyo Camera nha. Và đây là sự khác biệt khi quay bằng X2 và X3. Cho tôi con beat, beat mà siêu ơi beat, beat từ A đến Z, Z để anh lo hết, hết yêu hay là ghét, ghét I'm still the best, best từ A đến Z, Z anh là alpha best, best để anh lo hết, hết từ A đến Z, Z let's go. Em thật sự ngu ngốc. Thường đó là người ta review là người ta gắn hai cái cam song song ha. Ừ, nhưng mà không, mình quay cái X2 xong rồi, là một tức tốc mình phải gắn cái bao quay đi, tại vì mình sợ được cái ánh sáng mà nó khác nhau á, nó sẽ ra màu video khác nhau ấy. Xong bây giờ chạy đi chạy lại chắc còn chục vòng rồi đấy, muốn biết đó chạy đi chạy lại luôn. Xong rồi quay xong rồi cái đẹp này á, mình có hai cái tripod. Hai cái tripod quá ngon.